Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 8 tây tháng 11 anh em. 8 tây tháng 11 ha. Rồi tối nay thì em lên cho anh em tầm khoảng 30 mấy lô anh em. 30 mấy lô máy cắt cỏ anh em. Rồi hôm nay là có Tanaka chữ A nè, rồi Echo 26 chế hệ hai kim anh em. Echo 260. Echo 260 hôm nay nhiều anh em, lên hai Echo nhiều ha. Magu 26 tum liền. Rồi Magu 20. Còn lô này là lô Gobin anh em, Gobin nòng 34 ly ha. Rồi lô này thì nòng 34 ly là 4 cây anh em, 2 cây nòng 32. Rồi giá rẻ cho anh em luôn. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Em là chí công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Rồi phía dưới kia là những cái lô máy nhỏ lẻ anh em. Hôm nay thư ký của em ghi lộn rồi. Ghi ngược đầu anh em ơi. Ghi ngược chiều ha. 1 2. Rồi em vô lô đầu tiên anh em. Lô đầu tiên thì là lô này là lô Echo 260 anh em, chế hệ hai kim. Chế hệ hai kim hết nha anh em. Hai con mặt giật trợ lực, một con mặt giật thường. Chế hệ hai kim quanh bờ gồ. Rồi 265G nè, 265G, 260. Rồi tay lái là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô này thì 3 cây 4 triệu rưỡi anh em, 1 triệu rưỡi một cây ha, hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Lô số 1 anh em, 3 cây 4 triệu rưỡi. Lô số 2. Lô số 2 là Tanaka anh em. Tanaka này là Tanaka chữ A ha, lô này quá đẹp anh em ơi, quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn anh em. Rồi Tanaka chữ A lô này 6 cây 6 triệu 6 anh em. Ủa 6 cây 3 triệu 6, 600 ngàn một cây. Tanaka chữ A, tay lái thì là tay lái dài hết cho anh em luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ ha. Rồi lô này là lô số 3 anh em. Ủa lô số 2. 6 cây là 3 triệu 6, 600 ngàn một cây. Tanaka chữ A. Lô số 2. Rồi lô này thì em thấy là bao đẹp anh em, cực kỳ đẹp luôn. Có cái mặt giật này nó bị cho bị dính nhớt anh em. Mặt giật nó bị dính nhớt á, về thì mình rửa dầu là nó ra ha. Rồi lô số 2 anh em, Tanaka chữ A 600 ngàn cây. Tiếp theo là lô số 3. Lô số 3. Rồi tiếp theo là lô số 3 anh em. Lô số 3 là Gobin hộp ha. Gobin hộp này là 4 cây nòng 34 anh em, 2 cây nòng 32 ha. Gobin hộp, tay lái thì hai tay lái tròn, còn lại là tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 3 anh em, lô số 3 em ghi lộn anh em. Rồi lô số 3 ha. 6 cây 3 triệu 6, 600 ngàn một cây anh em. 600 ngàn cây ha. 4 cây nòng 34, 2 cây nòng 32, Gobin hộp. Lô số 4. Ủa lô số 3. Tiếp theo là lô số 4 anh em. Lô số 4 thì lô này là lô Echo 260 ha. Đây là lô Echo 260 anh em, lô số 4. Nòng 34 ly hết nha anh em, Echo 260 265 nè. 260 265 lô số 4. Tay lái của lô này thì em thấy có một cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài hết ha. Rồi đầu bò chén kẹp em bao cho anh em đầy đủ luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ anh em. Lô này là lô số 4 ha, Echo 260 10 cây. 1 triệu 2 một cây anh em, 10 cây là 12 triệu ha. Echo 260. 260 265 luôn. Rồi nòng 34 ly anh em, lô này 10 cây 12 triệu, lô số 4. Lô số 5 là lô Magu. Đây lô số 5 anh em. Lô số 5 là lô Magu tum liền ha. Lô này thì đặc biệt của nó là trợ lực anh em. Mặt giật là mặt giật trợ lực hết luôn ha. À, quá đẹp luôn, mặt giật trợ lực luôn anh em. Magu 26 tâm liền. Lô này quá VIP luôn, mặt giật trợ lực hết luôn. Tay lái thì có một cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài hết ha. Rồi đầu bò chén kẹp thêm bao cho anh em đầy đủ. Lô số 5 anh em. 6 cây 6 triệu 6, 1 triệu 1 một cây. Magu 26 tâm liền, mặt giật trợ lực. Mặt giật trợ lực nha anh em. Magu 26 tâm liền. Ê, mặt giật trợ lực luôn ha. Thiếu nắp xăng, nắp e rồi thì em bao cho anh em đầy đủ anh em. Lô này 1 triệu 1 cây ha, 1 triệu 1 cây. Lô số 5. Rồi lô số 6 là lô này là lô Magu anh em. Magu 26cc nòng 34 ly, lô này màu vàng. Magu 26cc nòng 34 ly anh em, lô này 1 triệu 1 cây ha. Lô này 1 triệu 1 cây. Tay lái dài hết nha anh em. Tay lái dài hết luôn. Có một cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ anh em. Lô này thì tum đít đồ vàng tươi anh em, trắng tinh luôn ha.
Rồi lô này lô số 6, 7 cây, 7 triệu anh em. 1 triệu 1 cây ha. Tem mát đầy đủ nè. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ luôn. Rồi lô này thì tay lái thì có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài anh em, cho búp hệ luôn nè. Rồi 1 triệu 1 cây Magu 26 tâm liền. Lô này quá đẹp anh em, quá đẹp quá VIP luôn. Giá cực kỳ mềm cho anh em luôn, 1 triệu 1 cây anh em. 7 cây 7 triệu lô số 6. Lô số 7. Rồi lô số 7 là Magu 20 màu hồng anh em. Lô này thì xả hàng cho anh em là 600.000, 650.000 cây anh em. Rồi Magu 20 màu hồng. 650.000 cây anh em. 6 cây là 3 triệu 9 ha. Tay lái là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn. Magu 20 màu hồng. Lô số 7, 6 cây 3 triệu 9, 650.000 cây. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ luôn anh em. Rồi lô số 7 anh em, Magu 20 màu hồng. Lô này đẹp bao đẹp luôn anh em. Rồi lô này 650.000 cây anh em, giá rẻ luôn, giá rẻ cực kỳ mềm cho anh em luôn ha. 650.000 cây. Magu 20 màu hồng. Lô số 7. Rồi lô số 8 anh em. Lô số 8 là lô này là lô Govincock nè. Govincock anh em, nồng 30 31 ly ha, Govincock. Rồi 600.000 cây anh em. 600.000 một cây ha. Tay lái lô này thì có một cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp em bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 8, 5 cây 3 triệu, Govincock. Govincock anh em. 5 cây 3 triệu. Đây lô số 8, 5 cây 3 triệu anh em. Lô số 9 này là Govin 25 ha. Rồi Govin này Govin 25 anh em, nồng 34 ly hết ha, nồng 34 ly hết. 3 con tôm gời, 2 con tôm liền. Ta lấy dài luôn. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Lô số 9. 5 cây 4 triệu ha, 800.000 cây, 5 cây 4 triệu, 800.000 cây. Lô số 10 là Echo 260 anh em. Echo 260 ha. Lô này là Echo 260 nồng 34 ly. Tay lái thì có một cái tay lái tròn anh em. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ luôn ha. Echo 260 anh em. Lô số 10, 10 cây 12 triệu, 1 triệu 2 một cây anh em. Echo 260 1 triệu 2 một cây. Lô số 11 là lô này là lô Magu 23 anh em. Lô 20 Magu 23 tum gời ha, chế hệ ra ngang luôn nè. Rồi Magu 23 tum gời lô này 3 cây. Tay lái lô này là tay lái dài anh em, tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 11 3 cây là 2.850.000 anh em. 950.000 cây ha, Magu 23 tum gời. Lô số 11. Đây lô này lô Magu 23 tum gời anh em. 950.000 cây ha. Còn đây là Echo 260, lô này 1 triệu 2 cây anh em, lô số 10. Lô số 10 1 triệu 2 cây. Rồi lô số 12 là Magu 23 tâm liền. Lô này thì trợ lực hết luôn anh em, chế hệ hai kim luôn ha. Chế hệ hai kim luôn, mặt trực trợ lực. Lô này là Magu 23 anh em. Magu 23, 3 cây 2 triệu 7, 900.000 một cây. Tại lấy dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp em bao cho anh em đầy đủ anh em. Lô số 12 Magu 23 tâm liền. Lô này là 900.000 cây anh em. 900.000 cây ha. Tại lấy dài hết luôn. Rồi lô số 12, 3 cây 2 triệu 7, 900.000 cây. Lô số 13 là lô Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu TL23 ha. Rồi Mitsu TL23 anh em. Lô này thì tổng cộng là 6 cây, 1 triệu 150 một cây. 6 cây là 6 triệu 9 nha anh em. 6 cây 6 triệu 9 nha, Magu 23 tum gời. Rồi tay lái dài hết luôn nha anh em. Có một cái tay lái tròn ha. Rồi có một cái tay lái tròn là con nối tum liền anh em, có con tum liền. Đầu bò chén kẹp thì lúc nào cũng đầy đủ anh em. Lô số 13. 6 cây 6 triệu 9. 1 triệu 150 một cây nha anh em. Mitsu TL23. 1 triệu 150 một cây. Lô số 14 là lô này là lô Echo 240 anh em. Echo 240 ha,
nồng 34 ly. Rồi lô này 850.000 cây anh em, 850.000 cây ha. Lô số 14 nè, Echo 240, 6 cây 5,1 triệu nha anh em, 6 cây 5,1 triệu, 850.000 cây. Lô này thì em thấy là tay lái ve, ba cái tay lái dài nha anh em, ba cái tay lái tròn ha. Đầu bò chén kẹp thì em bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 14 anh em, 6 cây 5,1 triệu, 6 cây 5,1 triệu, Echo 240. Lô số 15 là Echo 221 anh em, Echo 20 nè, 21, 22 ha. Lô này thì 600.000 một cây, 600.000 một cây anh em, 5 cây 3 triệu. Tay lái lô này thì có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài hết nha anh em, còn lại tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 15 này là 5 cây 3 triệu, 600.000 một cây, 600.000 cây Echo. Lô số 14 là Echo 240 ha. Rồi lô này là 850.000 anh em, 6 cây 5,1 triệu, Echo 240. Rồi lô này là lô số 16. Lô số 16 là lô này là hai con cơm mít su anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật ha, Nativo. Hai cây này 1,5 triệu, 750.000 cây. Tay lái lô này là tay lái dài hết luôn nha anh em, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 16, 2 cây 1,5 triệu. Lô số 17 là con Magu 23 nha anh em. Magu 23 ha, con này tâm liền, ra bóp hệ luôn ha. Số 17 ta lấy dài. Rồi đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Lô số 17 900.000. Lô số 18 là con này là con Gobin. Gobin nồng 34 ly nha anh em. Con này mặc giật trợ lực luôn. Mặc giật trợ lực luôn anh em. Trợ lực lớn luôn ha. Con này nó bể cái áo anh em. Bể cái áo thì em bán giá rẻ cho anh em là 700.000 nha anh em. 700.000 là không có bù áo ha. Số 18 700.000, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ anh em. Lô số 18 700.000. Lô số 19 là con Echo 230. Echo 230 này nhiêu nữa? Rồi Echo 230 anh em, con này chế hệ hai kim luôn ha, lê đỏ tự động anh em. Con số 19 tay lái dài 1,1 triệu anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ ha. Rồi lô số 12, ủa lô số 20. Lô số 20 là con Mitsu TL 26 anh em, TL 26. Con này tâm gời. 20 này là 1,7 triệu anh em, lô số 20 1,7 triệu, ta lấy dài. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 20 1,7 triệu, Mitsu TL 26. Lô số 21 là con G2D anh em, G2D 500.000 ha. Số 21 là con G2D tâm gời 500.000. Ta lấy tròn anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 21 500.000, con cơm mít su nha anh em, G2D 500.000. Đây con G2D nha anh em, 500.000 ha, mít su TL 26 1,7 triệu. Còn đây là Echo chế hệ ga ngang lê đỏ tự động nha anh em, 1,1 triệu ha. Còn Gobin 2,5 triệu, bể áo 700.000. Magu 23 nha anh em, lô này 900.000 ha. Rồi lô số 22 thì là lô này là Gobin. Gobin này là Gobin NB 231 232 anh em, bugi đứng. 700.000 cây. Lô số 23. Lô số 23 này là lô hai con Magu 26 đầu vuông anh em. Rồi hai con này 1,3 triệu một con, hai con 2,6 triệu. Tum là tum gời đúng ha, tum gời. Tay lái dài. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn anh em. Lô số 23. Rồi lô số 24 là lô này là hai con Echo 262 ha. 262 đời mới anh em, thiếu nắp xăng thì em lắp cho nên đầy đủ ha. Cái này mặc giật trợ lực luôn anh em. Lô số 24 này là 1,3 triệu một cây. Tay lái dài ha, ra bốc hệ luôn anh em, ra bốc hệ luôn. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn. Rồi lô số 24 anh em. Rồi lô số 25 là lô này là lô Echo, lô này lô Magu anh em. Magu này là Magu 26 ha, Magu 26. Nồng 34 ly anh em, lô này thì 1,3 triệu một cây, 3 cây 3,9 triệu anh em, ta lấy dài luôn. Đầu bò chén kẹp em bao đầy đủ hết ha, hơi lửa ngon lành. Lô này thì tum gời hết anh em, tum gời hết luôn ha. Rồi lô số 25, 3 cây 3,9 triệu.
Rồi lô số 26 anh em, lô số 26 là lô TU ha. Lô này là lô Mitsu TU. Mitsu TU anh em, tại lá dài hết luôn. Rồi lô này 1 triệu rưỡi cây anh em, 3 cây là 4 triệu rưỡi ha. Mitsu TU. 1 triệu rưỡi cây anh em. TU 26 nồng 34 ly. Rồi 1 triệu rưỡi cây. 3 cây 4 triệu rưỡi. Lô số 27 là hai con cơm Mitsu. Cơm Mitsu này là cơm Mitsu 26 anh em, nồng 34 ly ha. Rồi hai con này là tum liền. Tại lá dài hết luôn. Con này 23 ha. Cái này một con 23, con 26 anh em, con 23 ha. Còn bên đây 26 nè, còn bên đây 23. Rồi hai cây là 2 triệu rưỡi anh em, 1 triệu 250 một cây. 1 triệu 250 một cây anh em, hai cây là 2 triệu rưỡi. Rồi tại lá dài hết luôn, đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Lô số 27 hai cây 2 triệu rưỡi. Lô số 28 là hai con Makita 4 thì. Makita 4 thì anh em, hai cây. Lô này thì 1 triệu 3 một cây ha, hai cây là 2 triệu 6. Makita 4 thì anh em. 4 thì ha, 1 triệu 3 một cây, 2 cây là 2 triệu 6 anh em. Rồi nãy chỗ của em đang mưa anh em, cho nên nước nó tạt vô ha. Rồi tiếp theo là lô số 29, là lô này là lô Magu 23. 23 anh em, 800 ngàn cây. Đầy đủ đồ, nắp xăng, nắp e đầy đủ ha, ta lấy dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn anh em. Lô số 29, 3 cây 2 triệu 4, 800 ngàn cây anh em. Magu 23. Rồi lô số 30 là Magu 26 anh em. Magu 26 á, lô này thì 1 triệu 2 cây anh em. 2 cây là 2 triệu 4 ha. Đã lấy dài luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Tum của nó là tum liền ha, tum liền anh em. Magu 26 1 triệu 2 cây. Lô 31 là lô này là lô G2K anh em. Cơm Mitsu G2K bình sân trên. Rồi tay lái của lô này là tay lái dài anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ ha. Lô này thì 2 cây 3 triệu 2 anh em, 1 triệu 6 1 cây. Bình sân trên. Lô số 31. Rồi lô này là lô 33 anh em. Lô này 33 ha, cơm G2D nè. Ủa cái này là Kawasaki chứ, TD24 anh em. TD24. Tum là tum gời luôn. Tại lá dài anh em, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 33 2 cây 1 triệu 2. Lô số 34 là lô này là Mitsu TB anh em. TB23, TB24. Rồi lô này thì 2 cây 1 triệu 9. Tại lá dài hết ha. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ anh em. Lô số 34 2 cây 1 triệu 9. 950 ngàn cây. Lô số 34. Rồi lô số 35 là lô này là lô Genos anh em. Đây Genos cơm Mitsu đời mới anh em. Lô này thì 26 27cc ha, nồng 34 ly anh em, nồng 34 ly. Tay lái lô này là hai tay lái dài, một cái tay lái tròn ha. Rồi đầu bò chén kẹp bao đầy đủ. Lô này là 3 cây 2 triệu 7, 900 ngàn cây anh em. 900 ngàn cây ha. Lô 35 anh em, Genos cơm Mitsu đời mới. Rồi lô số 36, lô 36 là hai con Magu, hai mặt con Magu này Magu tum gời ha. Magu tum gời anh em, tay lái chài luôn. Tum gời. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Lô số 36 2 cây 1 triệu 6, 800 ngàn cây. Lô số 37. Lô này là lô TL20 anh em, TL20 hết ha. Lô này thì có một có tay lái dài hết. Rồi lô này tay lái dài hết nha anh em. Mitsu TL20. Lô này 850 ngàn cây, 6 cây 5 triệu 1 anh em, Mitsu TL20 ha. Lô số 38 là ba con Magu. Ba con Magu anh em, Magu 23 sắc lớn anh em, siêu đẹp luôn. Magu 23 sắc lớn 950 ngàn cây, 3 cây 2 triệu 850. Magu 23 sắc lớn, tại lái dài hết ha. Tem mát đầy đủ, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn anh em. Lô số 38, 3 cây 2 triệu 850. Lô số 39 là Magu 23. Lô này màu xanh nha anh em.
màu xanh này thì có trợ lực ha. Rồi đặc biệt là trợ lực hết luôn. Lô này 900.000 cây, lô 39. 3 cây 2.700.000. 900.000 cây rồi nè. Tay lái thì hai tay lái tròn, một cái tay lái dài ha. Đầu bò chén kẹp tem mát đầy đủ luôn. Lô số 39, 3 cây 2.700.000, 900.000 cây. Lô số 40 là Genos Komatsu 23cc anh em. 23